Cẩn thận. Hạt đậu. Thì ra là con khỉ đó. Con thích trêu chọc người ta như vậy sao? Tiên bối, người quen biết con khỉ này hả? Tất nhiên là vậy rồi. Nó là hầu dương ở nơi này mà. Là di vua của vạn ác cốc này. Không ai có thể đối phó được với nó. Cho nên tiếp theo sẽ là nó thử thách cậu đó. Tiên bối, vậy nghĩa là sao? Hai ngày tiếp theo đây, cậu phải nghĩ mọi cách để đi theo hầu dương này. Nó tới nơi nào cậu cứ đi theo nó, đừng để mất dấu nó nghe. Liên tục đi theo, nó sẽ được cậu tới bách qua đảo trong vạn ác cốc. Hiểu chưa? Nhưng mà tiền bối, người làm sao biết hầu dương sẽ đưa ta đi đâu? Quên rồi hả? Ta từng ở đây mấy tháng trời rồi mà. Mọi chuyện ở trong này ta nắm rõ như lòng bàn tay. À, ta nhắc nhở cậu nghe, địa hình nơi này hiểm ác, cậu đừng để nó cắt đuôi nó nghe. Dạ, vẫn bối biết rồi. À, còn nữa, Thanh Thu, ta nói cho cậu nghe, cậu phải theo sát hầu dương này. Địa hình hiểm ác trong vạn ác cốc này rất hữu ích cho cậu dung hòa nội lực. Nếu không thì cậu sẽ bị lạc ở trong cốc sâu. Để khi người khác tìm thấy cậu thì cậu đã biến thành một đống xương trắng rồi. Ê rồi, hầu dương chạy rồi kìa, mau mau đuổi theo đi. Hai ngày sau chúng ta gặp bách qua đảo ra. Thách thú, cố lên. Nhất trống rỗng, sinh khí thông thiên, căn cơ quán đỉnh, trăm mạch quy về. Tại sao mới chớp mắt ta đã không thấy đâu rồi? Để lạc mất hầu dương rồi, ta đi đâu tìm bách qua đạo đi? Kẻ nào phải chết ở đây thật sao? Tống Thanh Thu, ngươi đúng là quá vô dụng rồi.
Còn nữa Thanh Thu, ta nói cho ngươi biết, cậu phải theo sát Hầu Dương này đi hình hiểm ác trong dạng ác cốc này rất hữu ích cho cậu dung hòa nội lực. Nếu không thì cậu sẽ bị lạc ở trong cốc sâu, để khi người khác tìm thấy cậu rồi thì cậu sẽ biến thành một đống xương trắng. Để nào Hầu Dương muốn chết ta cũng phải chết theo sau. Cha, xin hãy phù hộ cho con giữ được mạng này để trả thù cho cha. Thế sao hả? Tiền bối, ta vẫn còn sống. Đúng là khó tin. Tiền bối, nơi này là Bách Qua Đạo. Tất nhiên là vậy rồi. Dĩ nhiên là cậu còn sống, còn nơi này chính là Bách Qua Đạo. Cậu cảm thấy sao rồi? Trải qua nhiều chuyện như vậy, nội lực của cậu chắc đã có tiến bộ. Được rồi, để ta thử cậu xem. Nè, đánh ta một quyền. Tiền bối, không sao đâu, đánh ta một quyền đi. Thứ ta muốn thấy chính là nội lực thật sự của cậu kìa. Cậu tập trung hết sức, dẫn hết nội công, đánh ta một quyền. Đắc tội rồi. Chân khí này quá đúng là đã phát huy hết rồi ha. Tiền bối, người không sao chứ? Không sao, đương nhiên không sao rồi. Ta chỉ làm bộ như vậy thôi. Ta nói cho cậu nghe, cậu đã thuộc lão kim phổ tâm kinh, lại được ở hoàn cảnh như vậy rèn luyện, cho nên nội lực trong người của cậu đã dung hòa được rất nhiều luôn chân khí lại để cậu dùng rồi. Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Nè, khoan quỳ đã. Bây giờ nội lực của cậu đúng là sung mãn thâm hậu, nhưng mà vẫn chưa có gió công và tương ứng phối hợp với nó. Giao đấu với cao nhân vẫn là chưa có ổn, đúng không? Để ta nghĩ cái đã. Không biết là cậu có muốn học một tiên kiếm hiệp pháp hay không? Tiền bối muốn dạy ta tiên hiệp kiếm pháp. Nhưng mà ta nhắc nhở cậu, tiên hiệp kiếm pháp ta chỉ biết một nửa thôi nha. Muốn, dù chỉ là một chiêu ta cũng muốn học. Vậy không bằng bá sư hay sao? Ân sư tại thượng, nhận Thanh Thu một lại. Được. Nè, được rồi. Hai tiểu nha đầu các con, đừng ở đây lượn tới lượn lui nữa. Mau đứng yên một chỗ đi. Ta sắp chóng mặt chết rồi nè. Mắt cũng qua hết luôn. Mọi người tới rồi sao? Dân lão đầu hả? Ông cũng tới đây xem trò vui sao? Ôi trời, lão già kia với tiểu tử đó vẫn chưa ra sao? Nếu như họ không thể gặp may mắn sống sót, chúng ta phải lo hậu sự cho họ rồi. Ông vừa nói tiếng người đó sao? Dân trang chủ, trước giờ ông nói chuyện đều tùy tiện lỗ mãng vậy sao? Ta đâu có nói cho cô nghe. Nếu không thích thì cô đừng có nghe. Người ta nói già không nên nết. Trước mắt đây có một thí dụ chân thật nhất rồi. Đã từng tuổi này rồi, lại không có tư chất của một vị tiền bối. Nhà đầu thối, cô nói gì hả? Không thích nghe, có thể không cần nghe. Đâu có ai ép ông nghe đâu. Ta nói cô biết, chỉ là ta không thèm so đo với phụ nữ mà thôi. Không ngờ là đồ nhi của ta lại có thể khiến cho lão tiên đạo tiên nhân này phải câm miệng rồi. Còn nữa, nó là con gái, không phải là phụ nữ. Đặng lão cũ, ông dạy dỗ đồ để kiểu gì vậy? Hừ.
khí tủ đan điền, phục hành cả khúc, nhẹ như lông hồng. Đắng tựa thái sơn. Tiên hiệp kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu tử kha lắm, quả nhiên di sư không nhìn lầm con. Mỗi một chiêu mỗi một thức con vừa học đã biết. Đa tạ sư phụ. Tống đại ca, muội biết đây là huynh nhất định sống sót trở về. Được ông chỉ dạy có chút ít thôi đã trở thành cao thủ tuyệt thế rồi sao? Ta cũng muốn xem thử có phải là ông đang giác vàng lên mặt mình hay không đi. Ông muốn làm cái gì? Miệng nói không bằng so tài trước đã. Hey. Lợi hại vậy sao? Thần thủ khá lắm, ta cũng muốn thử xem. Ân Tôn. Sư phụ. Ô trời ơi. Lợi hại vậy sao? Sư phụ. Người không sao chứ? Tiền bối. Ân Tôn. Không sao không sao. Sao có thể bị gì được chứ? Chiêu trò giặt giảnh thôi à. Một chữ này ông sắp ba về nhà rồi còn cứng miệng hả? Đó là vì ta chưa dẫn hết lực đạo. Không tin thì chúng ta thử lại đi. Ê, sư phụ. Ân Cung. Người thay cho Tống đại ca đi mà. Còn thiên vị rồi. Không phải mẹ con đã nói cứ chúng ta về sớm chút sao? Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau lên đường đi. Cơm chín rồi hả? Đúng đó. Được, chúng ta đi mau. Chúng ta về ăn cơm thôi. Sư phụ. Từ từ thôi. Đi thôi. Đại nhân, người không sao chứ? Tại hạ đã thiếu chú ý, xin đại nhân tha tội. Ê, không sao, đao kiếm không mất, chút thương tích nhỏ ông không cần phải để tâm làm gì đâu. Tạ ơn đại nhân. Không ngờ là Âu Dương trưởng môn có thể luyện được đồ đốc kiếm pháp tới mức xuất thần nhập hóa như vậy. So với bổn đồ đốc có phần vượt trội hơn rồi đó. Đơm đơm sao có thể so với Trần Sát được chứ? Đều là do đại nhân nhiệt tình chỉ dạy cho tại hạ đó thôi. Yeah.
bối nhường nhịn rồi. Xem ra chúng ta có người kế thừa rồi. Sao hả? Đồ đệ ta không tệ chứ. Đúng là không tệ. Tiểu tử này khá lắm. Con còn trẻ như vậy đã có thể một mình đánh bại ba chúng ta. Võ công của con đã có thể đứng vững trong võ lâm rồi. Tiền đồ không thể đoán trước được. Con không dám nhận. Đây đều là nhờ ba vị cao nhân chỉ dạy mà được. Thanh Thu, võ công của con tuy đã vượt trội, nhưng mà con phải nhớ, võ công có cao hơn chỉ dùng cho chính đạo. Nếu như con làm điều càn quấy, trở thành mối họa của giang hồ, vì sư không tha cho con đầu tiên. Đồ Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Từ nay Đồ Nhi hành tẩu giang hồ, nhất định trừ ác giúp thiện, hành hiệp trừ nghĩa, để báo đáp ơn cứu mạng của sư phụ. Tốt. Vài ngày nữa đại hội võ lâm sẽ bắt đầu rồi. Nếu như ông đã được bổn đô đốc truyền lại cho đô đốc kiếm pháp, lại có thêm tuyệt học của Tu La Môn, ngôi vị võ lâm minh chủ chắc là như vật trong tay rồi. Tới lúc đó ông đừng làm bổn đô đốc thất vọng đâu. Xin đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định dốc hết sức mình, nhất quyết không phụ đô đốc đại nhân đã lao tâm khổ tư. Tống Thanh Thu, người đã giết 74 mạng người cuồng đạo môn còn chưa đủ sao? Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, bắt ngươi về trị tội theo luật. Giết những quan hồn đã chết, đòi lại công bằng. Mau, Tống Thanh Thu, Ngũ Trưởng lão bọn ta chia ra canh các đại môn phái lâu như vậy, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi. Các ngươi nghe cho rõ đây, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta lập đại công. Lát nữa tuyệt đối đừng để Tống Thanh Thu chạy mất đó, nghe rõ chưa? Đi. Tống Thanh Thu, hôm nay ta quyết bắt được ngươi, bao giá lại cho ta. Mau. Đại ca, huynh ấy không xảy ra chuyện gì chứ?
Tống đại ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vừa rồi ta nằm mơ thấy cha ta. Cha báo mộng cho ta, nói ông chết rất oan uổng. Ta nhất định phải trả thù cho cha. Tống đại ca, huynh bình tĩnh lại đi. Thời gian vừa qua, ngày nào ta cũng nghĩ báo thù cho cha. Bây giờ võ công luyện đã thành, thời cơ trả thù đã chín mùi. Ta nhất định phải giết Âu Dương Tu La. Tống đại ca, nếu huynh quyết ý muốn đi, ta sẽ đi cùng với huynh. Việc nguy hiểm vậy, ta không để huynh đi một mình đâu. Cho dù trong lòng huynh có bao nhiêu đau khổ và ấm ức, ta sẽ đều cùng huynh gánh vác. Huynh đợi ta một chút. Long Ảnh, không được, cô ấy không thể đi với mình. Nè Long Ảnh, khuya dậy rồi mà muốn đi đâu vậy nè? Có chuyện gì hả? Tống đại ca muốn đi tìm Âu Dương Tu La trả thù cho cha đó. Sư gia, sư gia, sư gia. Sư gia, có chuyện gì lạ lối ôm sòm? Lại có chuyện rồi nè. Xảy ra chuyện gì rồi? Sư phụ con lại để lại bức thư rồi bỏ đi nữa rồi sư gia. Tử Hầu, Tử Hầu, huynh không sao chứ? Suýt nữa là không về được rồi. Nghe nói tối hôm qua Tống Thanh Thu gây ra chuyện này. Đúng là không thể ngờ được. Không ngờ là hắn sẽ tới Thiên Long Đường. Không ngờ là hắn lại dễ dàng đả thương tử quyệt của ta dễ dàng như vậy. Có phải là huynh quá khinh địch không? Tin ta đi, ở trước hắn và Tiên Hiệp Kiếm, ngũ đại trưởng lão của chúng ta vốn đã không chịu nổi một đòn rồi. Hắn lợi hại thật. Theo như các người nói, công lực của Tống Thanh Thu vượt ta. Giáo chủ, chiêu thức võ công của Tử Hầu bọn người Thịnh Bác liệu nhất đao còn thua xa. Huynh ấy tự xưng không phải đối thủ của hắn. Xem ra uy lực của Tiên Hiệp Kiếm quả thật không thể xem thường. Giáo chủ, quy lực của Tiên Hiệp Kiếm không cần phải nói nhiều, nhưng người đó có phải là Tống Thanh Thu không còn phải kiểm chứng lại. Sao lại nói như vậy chứ? Thuộc hạ từng giao đấu với Tống Thanh Thu, nội lực của hắn thâm hậu hơn người, đúng là được Tống Ninh Diễn truyền lại cho, nhưng mà chiêu thức chưa đủ thành thục. Vừa rồi nghe Tử Hầu trưởng lão kể lại, người mặc áo đen hôm qua kiếm pháp thuần thục, công thủ kim toàn, chiêu thức võ công có lẽ cao hơn Tống Thanh Thu rất là nhiều. Ê là không phải cùng một người rồi. Giáo chủ, cho phép thuộc hạ to gan nói thẳng, cho dù người áo đen có phải Tống Thanh Thu hay không, hắn nhiều lần so tài với các môn phái võ lâm. Đại hội võ lâm lần này chắc chắn có nhiều đại môn phái tới đó. Người áo đen sẽ xuất hiện ra quay ở đó. Không thể nào. Đại hội võ lâm cao thủ như mây, hắn làm vậy khác nào nộp mạng vô ích chứ. Thuộc hạ chỉ suy đoán thôi. Khẩn xin giáo chủ cho phép thuộc hạ dẫn người tới chỗ tỷ võ mai phục chờ đợi, có cơ hội thừa loạn ra tay đoạt lấy Tiên Hiệp Kiếm. Cách này xem ra cũng được. Như vậy đi, ngươi cùng các trưởng lão dẫn người qua đó. Người áo đen còn dám xuất hiện lần nữa, năm người các ngươi hiệp lực, dù sao đi nữa cũng phải đoạt lại Tiên Hiệp Kiếm cho ta. Nghe rõ rồi chứ? Dạ, dạ. Trưởng môn thiên hạ vô địch, đề đoạt võ lâm minh chủ, cho hắn nếm mùi lợi hại của chúng ta. Trưởng môn đệ nhất thiên hạ Trần Quang xin chào. Hey! Yo!
Hồng Liệt, lần này nhiều cao nhân môn phái tới vậy, người nào cũng khí thế hùng hồn, để có nắm chắc đoạt được ngôi vị minh chủ không? Yên tâm đi đại tổ. Tẩu xem, nguyên cung chủ của Ngọc Tiêu Cung và triệu đạo trưởng chưởng môn của phái Võ Đạt, Diêu Vô Độc chưởng môn Hoa Sơn phái, bọn họ đều đã bại trận rồi. Bây giờ chỉ còn lại ở trên đài này chưởng môn Nga Mi phái, Dông Trần Sư Thái và Trường Quang chưởng môn Thần Long phái, chỉ còn hai người này tranh ngôi vị minh chủ chiêm đệ. Tẩu xem chiêu thức của Dông Trần Sư Thái đi, chỉ phòng thủ không tấn công, rõ ràng là ở thế hạ phòng. Bây giờ chỉ còn lại Trường Quang chưởng môn là đối thủ mạnh nhất của đệ. Không sao đâu, tẩu cứ yên tâm. Nhường nhịn rồi. Yên tâm đi. Phó minh chủ, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, giờ chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi. Xin chỉ giáo. Mời. Mời. Hồng Dương Tu La đang ở đâu? Nói mau. Trưởng môn đã cùng thiếu chủ đi tham gia đại hội võ lâm từ lâu rồi. Khởi bẩm phu nhân, có người sai thuộc hạ giao hộp gỗ này cho phu nhân. Là thứ gì vậy? À, thuộc hạ không biết. Để xuống đi. Dạ. Mở ra đi. Triệu Thiên Long. Trên mảnh vải có viết chữ thù đó, chắc chắn là chuyện của Tống Thanh Thu làm rồi. Cái gì? Chắc chắn là hắn. Giết Tống Thanh Thu đi. Giết Tống Thanh Thu đi. Không phải. Không phải đâu. Không phải đâu. Không phải là Thu Nhi làm đâu. Tuyệt đối là không phải. Xin mọi người hãy tin tưởng ta. Thu Nhi bản tính hiền lành, nó tuyệt đối không làm ra chuyện này. Hồng Liên, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi, để phải tra rõ sự thật đó, đừng để nó bị chịu tội quan. Chính là hắn. Không phải hắn, phải là ai chứ? Là hắn đó. Giao hắn đi. Giết hắn đi. Chuyện đã bày ra trước mắt mọi người rồi, bà còn gì để nói nữa? Con hư là tại mẹ, chính bởi vì hắn có người mẹ như bà đây, một mực dùng túng bao che hắn, cho nên mới khiến kẻ lòng lan dạ sói Tống Thành Thù đó sai lại càng sai, cuối cùng gây ra quả lớn. Đúng là trời đất không dung tha mà. Trường Quang chứng mục, giao Thanh Thu ra đây. Không mặt không cớ đã kết luận như vậy, Quỳnh có ý đồ gì? Quỳnh quá đáng lắm. Ta quá đáng? Kẻ không chút kiêng dè làm sát người vô tội như Tống Thanh Thu, đó mới là quá đáng đó. Quỳnh Phó Bình Chủ, vừa rồi tỷ võ bị gián đoạn, chúng ta chưa phân rõ thắng thua. Nếu như ta làm minh chủ rồi, nhất định sẽ dẫn mọi người đi truy bắt Tống Thanh Thu, giúp Liễu Bồng Chủ, Thánh Đường Chủ, Triệu Đường Chủ rửa mối thù này. Truy bắt Tống Thanh Thu. Truy bắt Tống Thanh Thu. Truy bắt Tống Thanh Thu. Không. Truy bắt Tống Thanh Thu. Truy bắt Tống Thanh Thu. Không. Truy bắt Tống Thanh Thu. Phó Minh Chủ, đã tới lúc chúng ta phân rõ thắng thua rồi. Mời.
cha 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 cha. Một chiêu. Trừng quan chuẩn mục. Nhưng nhịn. Nhưng nhịn rồi. Các vị chuẩn mục, từ nay về sau, Phó Minh Chủ Hồng Liệt chính là Võ Lâm Minh Chủ tân nhiệm của chúng ta. Phải chứ. Hy vọng các vị chuẩn mục nghe hiệu lệnh của Minh Chủ, không được làm trái. Sao đi chứ? Đúng rồi. Là sao phải hả? Làm sao đây chứ? Đúng là không hiểu nổi. Còn gì nữa? Sao lại để thua như vậy? Đúng, không thể tin được. Khóa. Hả? Gì vậy? Hả? Hả? Cuộc tỷ võ vẫn chưa kết thúc. Đâu ra Minh Chủ nhiệm kỳ mới? Âu Dương Dưỡng Môn, người có ý gì hả? Tu La Môn ta vẫn chưa thi đấu. Ngươi? Tu La Môn các ngươi từ lâu đã đầu hàng Lang Đô Đốc. Các ngươi không có tư cách tham gia đại hội Võ Lâm này. Phó Minh Chủ nói vậy sai rồi. Tu La Môn ta ở trong Võ Lâm cũng là danh tiếng thế lực. Tham gia tỷ võ là chuyện hợp tình hợp lý. Sao có thể lôi chuyện quy thuận Lang Đô Đốc hay không ra nói vậy? Phó Minh Chủ không chịu cho ta tham gia tỷ võ, lẽ nào là sợ sẽ bại trong tay ta sao? Trường mổ ta là hạng người gì? Sao có thể sợ loại ai du đỉnh bở như ngươi? Ngươi vừa nói cái gì? Cha, cha xem, đó không phải là đầu của Triệu Thiên Long sao? Đường chủ Thiên Long đường đó. Các ngươi xem, đây chắc chắn lại là chuyện do Tống Thanh Thu làm. Hắn trộm lấy tiên hiệp kiếm của Âu Dương Thế Gia ta, còn đi khắp nơi làm chuyện ác, đã gây ra rất nhiều tội ác, đúng là khiến người căm giận. Nếu như ta có thể lên ngồi ngôi vị võ làm minh chủ, chuyện đầu tiên chính là truy bắt Tống Thanh Thu thay trời hành đạo. Phải đó. Đúng, truy bắt Tống Thanh Thu thay trời hành đạo. Không thể để chuyện này xảy ra như vậy được. Phải đó, định bắt hắn mới đúng đó. Đúng rồi, truy bắt hắn đi. Nếu như vừa rồi Phó Minh Chủ nói không sợ thua trong tay ta, vậy xin mời xuất chiêu đi. Ta đã nói rồi, ngươi không có tư cách tham gia trận tỷ võ này. Mời về cho. Các vị xin nghe lão phu nói một lời. Trừng quan Dương Bùng, cứ nói. Hai người vừa nói đều rất có lý. Theo tại hạ thấy, nếu như Âu Dương Dương Bùng có thể từ nay không còn nghe lệnh của Lang Đô Đốc, vậy thì người sẽ có tư cách tỷ võ, có thể khiêu chiến ngôi vị minh chủ. Mọi người cảm thấy thế nào? Đúng rồi. Chuyện này có gì không được?
tại hạ xin hứa với các vị đây, nếu như ta được lên ngôi vị minh chủ, sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với làng Đồ Đốc, từ nay không còn làm việc cho hắn. Được. Đúng, 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 cha đã có cách rồi. Con hiểu rồi. Tỉ võ đi. 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 Cho. Cho. Tống Thanh Thù xuất hiện rồi, mau bám theo. Đi. Khoan đã. Tống Thanh Thu, Tống Thanh Thu, Tống Thanh Thu, hắn kìa. Thanh Thu, Âu Dương Tu La, nộp mạng đây cho ta. Âu Dương Tu La, hôm nay ta phải trả thù cho cha ta. Thái Sơn áp đỉnh. Tấn công thần tốc. Tiên hiệp kiếm pháp. Cha, cẩn thận đó, tiểu tử này bây giờ công lực rất cao. Chiêu hắn dụng chính là tiên hiệp kiếm pháp. Hả? Tiên hiệp kiếm pháp. Kiếm pháp sao? Kiếm pháp đó sao? Kiếm pháp. Bắt tống Thanh Thu đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Còn gì? Bắt tống Thanh Thu. Giết hắn nào? Giết hắn mau lên. Giết hắn đi. Ở đâu ra? Kiếm pháp. Mau giết hắn đi. Lại đây tiểu thù. Tại sao có chuyện như vậy chứ? Phải đó. Truy bắt tống Thanh Thu. Lên. Truy bắt tống Thanh Thu. Lên. 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 Mau đi. Bắt hắn. Lên đi. Bắt hắn đi. Bắt tống Thanh Thu. Bắt hắn đi. Đây. Bắt hắn đi. Này đây, đừng chạy. Tống Thanh Thu, người không còn được thoát đâu. Lại, đừng chạy. Bên đây, bên đây. Lên, lên. Cho Âu Dương Hi. Lên cho ta, lên. Cho. Đại tổ. Thu gì đó? Nó không sao. Cho. Chúng ta mau đi tìm Tống Thanh Thu đi. Mau. Lên cho ta. Âu Dương Hiên, Bạch La Sát, tại sao ngươi đi cùng với người của ma giáo vậy? Người của ma giáo có tình có nghĩa, không như người giết chết sư huynh, ta phải giết người để trả thù cho sư huynh của ta. Mọi người đừng quan tâm chúng, mau đi bắt Tống Thanh Thu.
sao chứ? Không sao. Đuổi theo. Tiên hiệp kiếm, ngươi mới chính là hung thủ tàn sát mấy đại môn chủ đúng không? Thật ra ngươi là ai? Tại sao tiên hiệp kiếm lại trong tay ngươi? Ngươi không trả lời, vậy ta sẽ tự làm rõ chuyện này. Thần công thần tốc, dời non lấp biển. Tại sao ngươi làm như vậy? Nói ta biết, tiên hiệp kiếm này tại sao lại trong tay của ngươi? Hả? Tại sao lại là ngươi? Đã tới nước này rồi, lẽ nào ngươi còn sợ ta sẽ tiết lộ bí mật sao? Có chuyện gì vậy Thanh Thu? Không phải con, không phải là con. Thật ra có chuyện gì vậy cha? Cha, cha, cha sao vậy? Tỉnh lại đi cha. Cha, ngươi đã giết chết cha của ta, hôm nay ta phải trả thù cho cha của ta. Ta giết ngươi. Thù gì? Thù gì à? Cha, 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 c
ngươi đừng hiểu lầm, cha ngươi không phải ta giết. Ở đây ngoài ngươi ra còn ai nữa? Ngươi hiểu lầm rồi, cha ngươi bị người áo đen giết, hắn giáo họa cho ta. Hối đừng tưởng ngươi tùy tiện đổ cho người áo đen là ta sẽ tin lời ngươi. Ngươi phải tin ta, cha ngươi không phải là ta giết. Hồng Liên, nếu Thu Nhi đã nói vậy rồi, ta hãy đi giúp nó đi, hãy mau đi đi. Hôm nay ta bắt ngươi lấy mạng đền mạng. Ngươi đừng nóng vội, có lẽ đúng như Thanh Thư đã nói, cha của ngươi bị người áo đen giết chết rồi. Ta phải làm rõ đầu đuôi chuyện này cái đã. Chừng thứ chuyện này đã bày ra trước mắt rồi còn làm rõ chuyện gì nữa chứ? Hắn là kẻ thù giết chết cha của ta, ta phải giết chết hắn. Bình tĩnh đi. Cha, ngày mai con phải dọn vào Thần Kiếm Sơn Trang để ở, ít nhất cũng khoảng một tháng không thể tới thăm cha. Hôm nay con đặc biệt tới để từ biệt cha. Cha không nối dẫn được sao? Âu Dương thế gia ta đời đời kiếp kiếp bảo vệ bảo kiếm và kiếm phổ truyền thế, lại bị cướp đi ngay trước mắt cha. Còn kêu cha còn mặt mũi nào đối diện với Liệt Tổ Liệt Tông đây chứ? Trong tay ta có giữ chứng cứ, Tiên Hiệp Kiếm đã bị Tống Đình Diễn cướp đi rồi. Đừng dùng cái cớ bế quan để bào che cho hắn. Phu vô tội, giữ ngọc mang quả. Nghĩ lại Âu Dương gia ta bởi vì Tiên Hiệp Kiếm mới gặp phải kiếp nạn này. Con luôn theo bên cạnh cha, lại không thể giúp đỡ cha giữ được Tiên Hiệp Kiếm để cha một mình chống đỡ, là con quá vô dụng, tự phạt mình một chút. Tấn công thần tốc. Tiên Hiệp Kiếm Pháp. Cha cẩn thận đó, tiểu tử này bây giờ công lực rất cao. Hắn đang sử dụng Tiên Hiệp Kiếm Pháp. Cha, cha bị sao vậy? Cha tỉnh lại đi cha. Cha Tổng Tịch Thu, là ngươi đã giết chết cha của ta, ta phải trả thù cho cha của ta giết chết ngươi. Cha phải chết oan mạng, con lại không thể trả quyết hải thâm thù, cũng không thể đội tan chôn cất cha, còn phải tới nhà của kẻ thù nhìn bản mặt chúng hành sự. Cha với suối vàng có hay, chắc chắn cảm thấy bị sỉ nhục. Con thật thẹn với lời cha dạy, hổ thẹn trước thanh danh của Liệt Tổ Liệt Tông Âu Dương. Phải thêm một chút. Trước nay cha sùng bái Tào Mạnh Đức, thường cùng con ủ rượu thanh mai luận anh hùng, thường nghe cha bình luận các môn phái lớn trong võ lâm, không có người nào xứng danh anh hùng. Ngoài cha ra còn có con. Cha hay cười nói, giang hùng thì để cha làm, anh hùng sẽ để cho con làm. Nhưng mà cha, bây giờ cha không còn nữa, con phải làm sao đây? Yeah.
cha ông ngoại bảo với thiên hạ, mưu đồ bá nghiệp chưa thành. Hôm nay con chuẩn bị rượu nóng thanh mai, mong cha có thể tìm được bóng dáng Tào Công cùng y uống rượu hàng nguyên. Phạm là anh hùng, có tham vọng lớn, có kế sách hay, có thời cơ thống lĩnh vũ trụ, có chí nuốt chửng trời đất này, ai làm được đây? Nài anh hùng thiên hạ, chỉ sử quân và mảnh đất. Cha, đắc tội rồi. Hôm nay con ở đây lập lời thề với cha, không cần biết trả giá ra sao, nhất định chém chết Tống Thanh Thu, đoạt lại tiên hiệp kiếm, báo thù rửa hận, hoàn thành di nguyện xưng bá chỗ lâm của cha. Nếu như không thể hoàn thành, con sẽ chết không chỗ chôn thân. Chào bá mẫu. Dậy sớm vậy, tối qua ngủ có ngon không? Dạ ngon, con ngủ ngon lắm luôn. Trước đây phải trốn chui trốn nhủi, khó khăn lắm mới được ngủ thoải mái như vậy. Vậy tốt rồi, ta còn định sai người kêu con ra ăn sáng. Giờ con dậy rồi, mau đi đi, ta đi tìm Thu Nhi. Ê bá mẫu, vừa rồi con đi tìm Tống đại ca, Quỳnh ấy không có ở trong phòng. Nó không ở trong phòng. Vậy hôm nay nó dậy sớm thật đó, không biết chừng là nó tới phòng ăn trước rồi. Ngọc Phùng, chúng ta cũng cùng qua đó đi. À bá mẫu, người qua đó trước đi, con đi gọi Lộng Ảnh. Chúng ta ăn chung càng đông càng vui. Vậy cũng được, ta qua đó trước. Tống đại ca, thật là ngại quá, bác Quynh ở cùng ta cả đêm. Ghế gỗ này lại hại Quynh đau lưng nhức mỏi khó chịu lắm hả? Uống miếng nước đi. Cô đừng nói vậy, tối qua ta đã nói lời cạnh cô, không ngờ là ta lại mệt nên đã ngủ trước. Cô còn đắp mền cho ta, cả đêm qua làm cho cô không ngủ ngon. Quynh đừng nói vậy, nếu không có Tống đại ca bên cạnh, làm sao mà ta có thể ngủ ngon vậy chứ? Cả đêm qua ngủ làm cho lưng của ta. Để ta đỡ Quynh. Ngồi xuống. Không cần. Tống đại ca và Lộng Ảnh, hai người họ sao có thể chứ? Không lẽ nào mình không chỉ nhìn lầm Lộng Ảnh mà còn nhìn lầm cả Quynh ấy sao? Tống đại ca, sao Quynh có thể đối xử với muội như vậy? Sao Quynh có thể đối với muội như vậy? Ngọc Phụng, Ngọc Phụng. Âu Dương Hiên, sao ngươi lại ở nơi này? Muội quên rồi sao? Vì điều tra cái chết của cha ta, sáng sớm ta đã dọn vào Thần Kiếm Sơn Trang để ở. Sau này ta sẽ ở phòng bên hướng đông. Mùi bị sao vậy? Sao nhìn mùi có vẻ buồn vậy hả? Liên quan gì tới người chứ? Ngọc Phùng, ta biết là mùi hiểu lầm ta, nhưng chỉ cần mùi nói một câu, ta có thể vì mùi chào dầu sôi lửa bỏng, quyết không từ nan. Con người ăn hiếp mùi, ta nhất định ra mặt giúp mùi. Âu Dương Hiệt, xin ngươi sau này đừng đeo bám ta nữa. Mẹ. Chào bá mẫu. Mau ăn đi, đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ, Ngọc Phụng đâu? Cô ấy dậy lâu rồi, Ngọc Phụng nói là đi tìm Lòng Ảnh đó, rồi cùng qua ăn sáng luôn. Hả? Sao vậy? Không gặp nhau sao? Không có. Báo. Khởi bẩm thiếu gia, minh chủ đặc biệt phái tiểu nhân tới báo, mời thiếu gia ăn sáng xong tới đại sảnh một chuyến, nói có việc cần bàn. Ta biết rồi. Ngọc Phụng, mũi có sao không? Mặt đầy tâm sự vậy, không sao chứ? Đêm hôm qua cả đêm không ngủ, phát hiện muốn tra ra chân tướng sự việc quả thật không dễ dàng.
hiện tại trong tay của chúng ta không có manh mối giá trị. Ta cảm thấy chúng ta nên trở lại hiện trường vụ án, kiểm tra lại kỹ lưỡng lần nữa, không biết chừng sẽ phát hiện một số manh mối quan trọng còn sót. Trương Minh Chủ đâu cần phải làm chuyện dư thừa. Tống Thanh Thu chính là hung thủ thật sự giết chết cha của ta, giao hắn cho Lan Đô Đốc không phải được rồi sao? Đâu cần phải lãng phí thời gian. Âu Dương Hiên, nếu không phải vì bảo đảm công bằng, cậu tưởng ta chấp nhận cho cậu ở trong sơn trang tham gia trà án sao? Bây giờ còn chưa bắt đầu việc trà án, cậu đã tự xem mình là chủ, luôn miệng nói là Thanh Thu chính là hung thủ vụ án này, còn làm sao tra? Thôi được, nếu như Trương Minh Chủ đã nói như vậy rồi, ta nhẫn nại thêm một thời gian, xem đám các người làm sao giúp Tống Thanh Thu thoát tội đi. Nhưng mà ta cũng nói trước nghe, nếu như tới thời hạn một tháng rồi mà vẫn không bắt được hung thủ như các ngươi đã nói, đừng trách ta vô tình. Được, bây giờ chúng ta chia ra hành động, đợi hai canh giờ sau sẽ gặp lại ở đây, không vấn đề gì chứ? Được, mọi người xuất phát. Ê, Tống đại ca. Ê, ngươi muốn làm gì? Ta có việc muốn bàn bạc với cô. Ta không có gì nói với ngươi hết. Cô thích Tống Thanh Thu phải không? Phải thì đã sao? Ta có thể giúp cô có được Tống Thanh Thu, khiến trong lòng hắn chỉ có một mình cô. Cậu Phủ, Ngọc Phụng, Ngọc Phụng, thật ra muội sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không sao, tại huynh đang nghi thôi. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, muội tưởng có thể giấu được huynh sao? Vậy thì đã sao? Tình cảm mấy chục năm cũng không thể bằng người mới quen biết có mấy ngày. Ý của muội là gì? Huynh và Lộng Ảnh. Đứng lại. Cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi? Không sai, chỉ cần cô giúp ta có được Ngọc Phụng thì không ai giành Tống đại ca với cô nữa. Vậy có phải cũng tự giúp mình rồi hay sao? Còn tưởng là ngươi muốn làm gì, thì ra là có mưu tính này. Ta nói ngươi biết, ta muốn có được Tống đại ca, không cần ngươi giúp đỡ đâu. Đừng có mạnh miệng như vậy nữa, chuyện đời vô thường, ai biết được chớ bắt xảy ra chuyện gì nữa chứ. Nếu như cô thay đổi ý định, có thể tới tìm ta mọi lúc. Tống đại ca, Tống đại ca, Tống đại ca, là ta. Cha ta hạ lệnh kêu ta và Thương Tùng tới giúp huynh. Ngươi là ai? Có mưu đồ gì hả? Ừ.
Tống đại ca! Tống đại ca! Tống đại ca! Tống đại ca! Ngọc Phụng, à, có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì Tống vậy? Tống đại ca! Ngọc Phụng tỷ, hả? Sao rồi? Sao có một mình tỷ vậy? Tống đại ca đâu? Vừa rồi không biết là Tống đại ca đã nhìn thấy cái gì, đột nhiên đuổi theo qua đó, mới đó đã không thấy bóng dáng. Tỷ đang tìm huynh ấy. À, nguy rồi. Tống đại ca, không xảy ra chuyện gì chứ? Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại. Ngoài sáng, mọi người không được đường đột vào, nhất định phải thận trọng hơn. Đi. Không ngờ hắn không có chút sức phản kháng nào. Chuyện này không ổn chút nào. Không cần suy đoán, gỡ mặt nạ của hắn xuống, xem rốt cuộc là ai đi. Được. Tống đại ca! Tống đại ca! Tống đại ca! Thành Thu! Tống đại ca! Tống đại ca! Huynh tỉnh lại đi! Tống đại ca! Tống đại ca! Người áo đen đó chính là Tống Thanh Thu. Lần này cuối cùng sự thật đã rõ ràng rồi. Tên Tống Thanh Thu này đúng là xảo quyệt, bịa đặt ra người áo đen để thoát tội. Cuối cùng người áo đen đó chẳng phải là bản thân hắn sao? Âu Dương công tử, các người làm sao bắt được Tống Thanh Thu? Vốn dĩ vừa rồi mọi người đang định truy tìm manh mối, ai ngờ Tống Thanh Thu có tật giật mình. Sợ mọi người tra ra chân tướng, liền dẫn dụ chúng tôi vào trong một cái hang động đen tối, muốn thừa cơ lấy mạng của tất cả mọi người. Cũng may Trương Minh chủ ra tay kịp thời, đến hắn ngất xỉu tại chỗ. Nếu không mấy người chúng tôi đầu lìa khỏi cổ từ lâu rồi. Hay, đúng là không ngờ được tiểu tử Tống Thanh Thu này không ngờ lại xảo quyệt như vậy. Minh chủ, lần này thì chứng cứ xác thật rồi chứ, huynh tuyệt đối không được gì tình riêng nữa. Nhất định phải bắt Tống Thanh Thu trừng trị theo luật, trả thù cho Liễu bộ chủ và những người khác. Đúng, 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 đúng đó. Các vị, các vị, mong mọi người khoan đóng dội. Tuy nói người áo đen trong động đúng là Thanh Thu, nhưng mà trong chuyện này còn nhiều khúc mắc vẫn chưa tra rõ. Huống hồ chi Thanh Thu và Liễu Chưởng Môn bọn họ vốn không hề có thù oán gì, tại sao nó phải truy cùng giết tận? Ta nghĩ trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, mong mọi người không nên ở nơi này tùy tiện đưa ra kết luận gì dội. Trương Minh chủ, ta không đồng ý câu này của ông đâu. Tại sao Tống Thanh Thu không có động cơ giết người chứ? Ồ, Âu Dương công tử, Thanh Thu có động cơ gì chứ? Cậu nói ra nghe xem. Mọi người đều biết rất rõ, người nắm tiên hiệp kiếm có thể xưng bá thiên hạ. Nếu như Tống Thanh Thu đã có tiên hiệp kiếm rồi, tất nhiên lo lắng các đại môn phái sẽ tới tranh giành, nên hắn mới ra tay với tất cả mọi người trước. Một là có thể thử tiên hiệp kiếm pháp đang tu luyện, hai là có thể hăm dọa các đại môn phái. Động cơ giết người như vậy còn chưa đủ hay sao? Xem ra giả tâm của Tống Thanh Thu đã quá rõ ràng rồi còn gì. Âu Dương công tử nói vậy không sai. Tống Thanh Thu đó có thể dễ dàng tiêu diệt Cuồng Đao Môn, Thiên Long Đường. Chúng ta phải mau chóng diệt trừ hắn và nhanh chóng đoạt lại tiên hiệp kiếm. Nếu không, hậu quả không thể nào lường được. Tại hạ không nghĩ như vậy. Trước đó, lúc Trường Hy và tại hạ đi cứu Tống Thanh Thu, võ công của huynh ấy vốn không cao như vậy.
chứ đừng nói tu luyện tiên hiệp kiếm gì đó. Nếu như võ công của Tống Thanh Thu cao như vậy thì lần trước người tới bao dây vô cực môn sao có thể dễ dàng rời khỏi như vậy được chứ? Người nói vậy là quý gì? Không quý gì hết. Ta chỉ đang nghĩ là nếu như Tống Thanh Thu đang giữ tiên hiệp kiếm thật thì tại sao lần trước huynh ấy không giết ngươi còn để ngươi sống tới bây giờ? Ngươi... Được rồi. Mọi người không cần tranh cãi nữa. Minh chủ, cho dù Tống Thanh Thu có phải hùng thủ thật hay không, lần này huynh cũng phải giao hắn ra đây, tránh để mọi người cho rằng huynh đang thiên vị bao che cho hắn. Đúng đó Minh chủ. Phải đó. Đúng rồi. Đúng đó Minh chủ. Phải trả cho rõ được. Đúng rồi. Giao hắn ra đi. Các vị. Các vị, ta cũng hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng mà dù thế nào cũng phải đợi Tống Thanh Thu hoàn toàn tỉnh lại rồi mới có thể biết chân tướng của sự việc.